ở đây mình đang có một cái HyperRide, nó hỗ trợ để cho chúng ta sử dụng với những cái MacBook từ 26 đô đi, tức là những cái máy hỗ trợ USB-C, thì các bạn nên mua cái này. Mình nghĩ là các bạn sẽ chắc chắn thích cái này, tại vì nó có hỗ trợ một cái đầu ra HDMI lên đến 4K và nó có 7 cổng tất cả. 7 cổng này bao gồm có một cổng HDMI, một cổng USB-C để hỗ trợ cho chúng ta sạc, hai cổng USB 3.1 Gen 1 và một cổng đọc cái thẻ SD, một cổng khác đọc micro SD và cuối cùng là có jack audio 3.5mm. Thì cái này là một sản phẩm mới về hàng bên Mai Nguyên và có mức giá là 1.950.000, được bảo hành chính hãng. Đó, một số thông tin ở phía đằng sau này cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem bên trong nó có bao gồm những cái gì. Tại vì cái này mình khui nhanh và giới thiệu với các bạn thôi. Nó là một phụ kiện mới và mình thấy nó rất là hữu ích cho các bạn nào sử dụng MacBook, đặc biệt là MacBook từ 2016 trở đi, những MacBook mà hỗ trợ USB-C á. Rồi, trong hộp chỉ có như vậy thôi. Một cái hộp được làm bằng kim loại rất là đẹp, ở phía bên trên và bên dưới hỗ trợ rất là nhiều những cổng giao tiếp khác nhau. Nè, bây giờ mình cho các bạn xem kỹ hơn. Thì những cái cổng USB 3.1 này nó sẽ hỗ trợ chúng ta đọc và ghi dữ liệu tốt hơn. Ở đây có cổng sạc USB-C, các bạn có thể cắm dây sạc trực tiếp vào đây. Có cổng SD, micro SD, cổng tai nghe và đặc biệt nhất đó là ở phía trên này nó hỗ trợ một cái cổng HDMI hỗ trợ xuất hình ảnh 4K luôn và nó rất là hợp để chúng ta có thể sử dụng cho những thiết bị hiện nay của chúng ta. Đây, ở đây có một cái đầu mở ra để các bạn có thể ghim vô cái jack tai nghe. Jack tai nghe nằm phía bên này. Các bạn để đây, ghim vào nó sẽ tự động nó connect vào trong cái tai nghe. Rồi chúng ta có thể nghe nhạc rất là đơn giản. Rồi, thì với một cái sản phẩm có thiết kế rất là chắc chắn, liền lạc và cứng cáp như thế này thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là thích. Đặc biệt là nó hỗ trợ thêm HDMI xuất tín hiệu và hình ảnh 4K nữa thì còn tuyệt vời hơn. Thì hiện nay cái sản phẩm này đã có tại hệ thống Mai Nguyên với mức giá 1.950.000, bảo hành theo tiêu chuẩn chính hãng của cái hãng HyperRide này. Rồi, cảm ơn các bạn đã nhìn.